Các bạn thân mến, có những món ăn vô cùng quen thuộc mà hầu như ngày nào chúng ta cũng ăn. Vừa ngon lại rất đưa cơm nên khiến chúng ta không dừng được mà nạp vào cơ thể rất nhiều. Thế nhưng những món ăn đó lại có thể là hiểm họa đối với cơ thể bởi vì chúng gây ra rất nhiều căn bệnh khó chữa, trong đó tất nhiên là có ung thư. Đặc biệt hơn, các thầy thuốc từ lĩnh vực y học cổ truyền lẫn hiện đại cũng đều rất sợ các món ăn này. Đó là những món nào vậy? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngay sau đây. Danh sách đen 5 món hấp dẫn nhưng các bác sĩ cực kỳ hạn chế ăn. 1. Dưa muối. Trong nhiều năm qua, giáo sư Zhou Weishun, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc luôn tuân thủ một nguyên tắc ăn uống, đó là nói không với các thực phẩm ngâm như dưa chua, mận khô. Không bao giờ ăn đồ ăn để qua đêm, chỉ ăn những loại rau tươi theo mùa. Theo bác sĩ, ăn nhiều dưa muối có thể khiến con người đối mặt với những căn bệnh sau. Thứ nhất, phá hủy niêm mạc dạ dày. Những món ăn có thành phần muối cao dễ làm hỏng niêm mạc dạ dày. Trong đó, chất bảo quản được thêm vào để tránh thức ăn hư hỏng trong quá trình lên men có thể chứa nitrit, một chất gây ung thư. Thứ hai, tăng nguy cơ ung thư. Nitrosamin có trong những thực phẩm ướp muối hay ngâm muối có thể gây ung thư dạ dày, ung thư trực tràng. Thứ ba, ảnh hưởng đến mạch máu. Thực phẩm ướp muối có thể làm tăng huyết áp và đẩy nhanh sự xuất hiện của bệnh xơ cứng động mạch. 2. Đồ chiên rán. Bà Jun Nanshun, 97 tuổi, một bác sĩ rất nổi tiếng tại Trung Quốc. Dù tuổi đã cao, nhưng bà vẫn khăng khăng đi khám 2 lần một tuần. Bác sĩ Jun Nanshun cho biết, ngoài giảm nhẹ thính giác thì thị lực và trí nhớ của bà rất tốt. Vị bác sĩ 97 tuổi cho hay, mình có hai thứ không bao giờ đụng đến là thuốc bổ và đồ chiên rán. Bà khuyên phụ nữ nên hạn chế ăn đồ chiên lại, nếu không sẽ dễ nổi giận, suy giảm sức khỏe và mệt mỏi. Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ chiên rán có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày, ung thư đường ruột, bệnh tim, tiểu đường, gây đột quỵ, lão hóa nhanh và béo phì. 3. Đồ uống lạnh. Bà Ju Jan Quyên, 86 tuổi, thành viên trong một gia đình có 3 thế hệ lão hóa chậm và sống thọ cho biết, gia đình bà không có nguyên tắc gì đặc biệt, chỉ có một bí quyết mà trước khi mất bố của bà đã để lại, là dù trẻ em hay người lớn đều không nên uống đồ lạnh. Uống đồ lạnh sẽ gây tổn hại đến nhiều bộ phận cơ thể như tổn thương lá lách và dạ dày. Thực phẩm lạnh và đồ uống lạnh có thể làm hỏng lá lách và dạ dày, bởi vì bản chất của dạ dày và thận là thích ấm, không thích lạnh. Gây ra nhồi máu cơ tim. Đã có trường hợp của một người đàn ông tên là Hồ Minh, sống tại thành phố Thanh Đảo. Sau khi uống bia lạnh, người đàn ông này trở về nhà ngủ và liên tục đổ mồ hôi. Gia đình đã đưa ông đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân thứ 9 của Thanh Đảo. Kết quả chẩn đoán, người đàn ông này đã bị nhồi máu cơ tim. Kinh nguyệt không đều. Phụ nữ không nên dùng đồ uống lạnh nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến kinh nguyệt, gây ra tình trạng kinh nguyệt không đều. 4. Các món ngọt. Ông Li Guli, 87 tuổi, là bác sĩ y học Trung Quốc tại Bệnh viện Nam Kinh của tỉnh Giang Tô. Ở độ tuổi này, dù không cần thiết nhưng bác sĩ Li vẫn đến bệnh viện mỗi ngày. Nhưng thay vì đi xe buýt và dùng thang máy, ông thường chọn cách đi bộ và leo cầu thang để rèn luyện sức khỏe. Bác sĩ Li Guli có một quy tắc, đó là không bao giờ đụng vào đồ ngọt, bởi theo ông, nó có hại hơn cả thuốc lá. Đồ ngọt có thể gây ra một số căn bệnh sau. Xơ cứng động mạch. Đồ ngọt có hàm lượng đường cao và có thể chuyển đổi thành lipid máu và chất béo trong cơ thể, dễ dàng thúc đẩy xơ cứng động mạch. Bệnh tiểu đường. Một cuộc khảo sát về đồ uống có đường ở Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng những người uống một lon nước ngọt mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn 20% so với không uống và cao hơn 50% khi uống 2 lon mỗi ngày. Thị lực kém. Ăn đồ ngọt thường xuyên sẽ khiến mắt không chỉ bị mệt mỏi mà dây thần kinh thị giác cũng bị suy giảm nhanh chóng do thiếu dinh dưỡng. Ngoài ra, bác sĩ Li Guli còn đưa ra một vài lời khuyên rất có ích cho sức khỏe như sau. Nên ăn nhạt, cần hạn chế dầu, muối, giảm thịt, tăng rau xanh trong bữa ăn. Ngoài chế độ ăn thông thường, cần phải kết hợp cùng việc ăn chay. 5. Các món nội tạng. Ông Lei Zhongji, một bậc thầy về y học Trung Quốc dù đã 84 tuổi, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, nhanh nhạy và có thể vận động mạnh.
Bí quyết chăm sóc sức khỏe của ông chỉ nằm ở mấy từ: không bao giờ ăn nội tạng và thịt mỡ. Theo ông Lee Jong-ji, có một số lý do khiến chúng ta không nên ăn nhiều nội tạng động vật. Lý do đầu tiên là nội tạng của chúng có thể nhiễm độc. Chúng ta đều biết gan là cơ quan thải độc cho các loài động vật. Nếu ăn nhiều gan, chúng ta có thể bị nhiễm độc tố như axit mật, có thể bị ngộ độc nếu không biết cách xử lý. Ngoài ra, nội tạng động vật cũng có hàm lượng cholesterol cao. Ăn nhiều nội tạng sẽ dễ gây ra bệnh tim. Tim, gan, thận nói riêng và những nội tạng khác trong cơ thể nói chung là những phần đảm nhận vị trí và chức năng khác nhau trong cơ thể. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ biệt lập thì mỗi một cơ quan lục phủ ngũ tạng cũng như là một cơ thể riêng và đều có những thứ khắc tinh khiến cho chúng trở nên ốm yếu nếu gặp phải. Cũng giống như các tác nhân gây hại mà chúng ta phải đối mặt vậy. Biết được những thứ mà nội tạng sợ này, bạn sẽ hiểu tại sao các thầy thuốc và bác sĩ nổi tiếng vừa rồi lại rất khắt khe với chế độ ăn uống của mình. Năm thứ mà nội tạng sợ nhất nhưng bạn đang thản nhiên nạp vào cơ thể hàng ngày. 1. Tim sợ muối vì ăn quá mặn gây ra huyết áp cao. Tim chỉ là một bộ phận nhỏ bé trong cơ thể, nhưng nó chính là một chiếc động cơ hoạt động chính của cơ thể bạn, là duy nhất và đặc biệt quan trọng. Để bảo vệ tim khỏi sự tấn công, chúng ta cần phải bắt đầu từ chế độ ăn ít muối. Nghiên cứu chứng minh rằng muối có tác hại tỷ lệ thuận với bệnh huyết áp cao. Càng ăn mặn bao nhiêu, huyết áp càng tăng bấy nhiêu. Nếu mỗi ngày bạn ăn thêm 1 gam muối, huyết áp sẽ tăng thêm khoảng 2mm thủy ngân, đồng thời khoảng cách huyết áp trên dưới giãn ra 1,7mm thủy ngân. Thành phần chính của muối là natri clorua. Khi ăn quá mức có thể gây trữ nước trong cơ thể, tăng áp lực nội mạch, tăng gánh nặng cho tim. Các chuyên gia y tế chia sẻ, mỗi ngày người trưởng thành chỉ nên ăn dưới 6 gam muối, nên chọn loại muối có nồng độ nhạt, bởi trong những loại muối này đã được loại bỏ bớt 20% natri clorua, thay vào đó là kali clorua. Từ đó giảm thiểu các ion natri, giảm nguy cơ huyết áp cao, và kali có tác dụng giúp giảm huyết áp. 2. Phổi sợ nhất là khói thuốc, yêu cầu tiêu chuẩn không khí rất cao. Phổi là cỗ máy làm mới và lọc khí của cơ thể. Khi hút thuốc lâu dài, các hạt khói độc hại đó sẽ được lắng đọng trong phổi, lâu dần sẽ dẫn đến bệnh phổi. Biểu hiện sớm nhất là rối loạn chức năng hô hấp, phát sinh các bệnh thông thường như viêm phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, trường hợp nặng có thể bị ung thư phổi. Nghiên cứu cho thấy, việc hút thuốc lá có sự liên quan và tỷ lệ thuận với khả năng mắc bệnh ung thư phổi. Người hút thuốc với số lượng khoảng 20 điếu mỗi ngày kéo dài trong 20 năm có khả năng ung thư đặc biệt cao. Ngoài hút thuốc, người sống trong môi trường không khí bị ô nhiễm lâu dài cũng là yếu tố gây tổn thương đến phổi. Các chuyên gia cho rằng, sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, bạn nên hít một hơi thật sâu, tìm một nơi có không khí trong lành để làm sạch phổi. Hãy luôn giữ cho môi trường sống và làm việc được sạch sẽ, trong lành, thoáng khí. 3. Thận rất sợ thịt. Ăn quá nhiều chất đạm sẽ làm tăng gánh nặng cho thận. Các chất dinh dưỡng tốt nhất trong thực phẩm bao gồm carbon hydrate, protein và chất béo. Theo bác sĩ Thiếp, chất đạm có vai trò tạo thành một số lượng lớn các enzyme protein giúp cơ thể phát triển. Tuy nhiên, các protein trong quá trình phân giải trong cơ thể khác với carbon hydrate và chất béo vì nitơ của nó sẽ được chuyển đổi thành phần ure, mà các chất này cần được xử lý qua thận. Vì thế, ăn nhiều thịt sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, lâu dần sẽ sinh bệnh. 4. Gan sợ chất béo. Người béo thường mắc bệnh gan nhiễm mỡ, nặng nhất là ung thư gan. Người bị béo phì đa phần mắc các bệnh gan nhiễm mỡ, bởi khi gan có mỡ thì các nội tạng khác cũng sẽ có sự ảnh hưởng. Khi chúng ta ăn mỡ động vật vào, gan sẽ phải có nhiệm vụ chuyển hóa nó thành chất béo. Những chất béo này muốn loại bỏ thì phải cần đến vận động và tập thể dục. Chúng luôn là lực cản nặng nề cho quá trình hoạt động của gan. Khi cơ thể vừa béo lên, ngay lập tức tích mỡ vào gan, làm cho gan không xử lý kịp, sinh ra bệnh. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến xơ gan, viêm gan. Lâu hơn nữa sẽ gây nguy cơ ung thư gan. 5. Túi mật sợ nhất là thói quen thất thường, không ăn sáng dễ gây ra sỏi. Nhiều người muốn giảm cân hoặc bận rộn thường cho rằng bữa sáng không quá cần thiết, họ có thể nhịn hoặc ăn uống thất thường. Như mọi người đều biết, đây là một cú đánh lớn vào túi mật. Tương tự như tuyến tụy,
cơ thể liên tục tiết ra mật và lưu trữ trong túi mật để mỗi bữa ăn sẽ tự động tiết mật, co bóp, đẩy mật ra đường ruột giúp tiêu hóa thức ăn. Đây là một quy trình khép kín và phải vận động theo quy luật cố định. Sau khi ngủ dậy nếu không ăn sáng, lượng dịch mật ứ động quá nhiều trong mật mà không tiêu hao, lâu ngày sẽ tích tụ, khô lại, tạo thành sỏi mật. Những điều thầm kín này luôn thường trực diễn ra hàng ngày, nhưng nội tạng sẽ không bao giờ có cơ hội để nói cho bạn biết mà phòng tránh. Biết để thực hiện điều này sẽ không bao giờ là quá muộn.